mấy vụ anh cũng không nên bán buôn bán về đấy. Những cái nào ấy nó thật thì hắn mua. Mình là một con người mà, đức tính của một con người mà, biết là trong buôn bán ai cũng sẽ lừa nhau, nhưng không nên nhiều quá anh em ạ. Cái gì nó cũng phải thật, thực tế nên. Mình từng trải qua rồi. Sao ta lại xem duyên anh với em. Mình nhớ người đó quá. Người ta yêu mình nhiều đến như vậy mà mình lại đi bỏ người ta. Nhưng lúc mình vẫn nghĩ lại và mình ngồi mình khóc một mình chứ anh em. Mình khóc thì mình đã hối hận. Khóc thì mình làm tổn thương người ta đến mức độ như vậy. Mình đã hứa với người ta mà mình không thực hiện được đây anh em. Những lời hứa đó mình nói mình sẽ gặp người ta, sẽ ôm người ta, cưới người ta, vậy mà còn chưa được gặp nữa. Như nào nói chuyện với nhau 2 năm rồi, gần gần 2 năm anh em ạ. Mà mình đã đánh mất, hối hận chứ. Để rồi chính vì cái tình yêu đấy, vì lụy, và rồi mình chính vì cái sự cô đơn, sự tình yêu lụy đó mà mình tìm đến một người không ra gì ấy, anh em ạ. Người ta đối xử với mình lạnh nhạt. Ai rồi cũng có lúc như vậy nhỉ. Đầu tiên thì vui vẻ với nhau, cười nói rồi đến lúc để rồi đến lúc nhìn mặt nhau cũng không dám nhìn nữa. Chờ làm xả xuống tí anh em nhé, cho nó đơn lòng máy, chờ nóng máy nóng nóng quá anh em ạ. Cố thôi. Đầu mình cắt chọc nhìn nhìn đảo á, nhìn đảo đảo quá anh em ạ. Nóng rồi.
trời cực kỳ nóng anh em ơi. Hôm nay là mười mấy rồi, giữa tháng 5 rồi anh em ạ. Uầy, nhanh nhỉ, với mới 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vèo cái đã giữa tháng 5 rồi, mười mấy rồi, nhanh ấy, thời gian trôi qua nhanh thật anh em ạ. Ngày hôm nay anh rất mệt, rất buồn. Nếu không phải là đàn ông, nước mắt sẽ tuôn. Tầm tháng bên trường ăn măng ba nô, vì nghĩa vụ đặt trên vai. Ngày trở về, người đầu tiên anh gặp là em chứ không ai. Vừa nắm dù khó khăn nhưng cố gắng bịn trước tay súng. Đến ngày trở về cũng được gặp em và tất cả người thân. Ra khỏi doanh trại dù nàng nghỉ phép như chỉ muốn nói bye bye. Vì trước khi nào anh được nắm, vì trước, vì chắc khi nào anh được nắm được cái khổ biết mình sai. Người viết bài này là tôi, là một thằng chưa biết tương lai. Muốn ngày trở về người yêu cũng chờ bứng vững vẫn đứng trước ngõ đợi. Nhưng cuộc đời lại cũng đã tù để thân sắc tao. Ta chịu bao nhiêu cũng được, thế nào cũng cố gắng vượt qua. Thì cái tên sắp đắng, người tao yêu muốn năm cũng đã vụ bỏ. Thì có lẽ bây giờ cố gắng các mấy mọi chuyện cũng không thể vượt qua. Vì ý chí còn hành động đem đề lại thân sắc tao. Ta bao nhiêu cũng nói còn lại thể được bây giờ chú đau. Con gái cũng tự chung như vậy, nên em cũng vậy. Thì con trai anh đi ngoại tình với ai, bao người mình đã, người đã hư vô cũng chỉ bị sao cắt lòng. Hai trái tim cũng nhịp đập công của cũng như hòa thành sông. Người sự năng lực cũng đồng đời như là dần tan đến đen. Ngày hôm nay anh rất mê, rất mô ôn. Mình trước khi mình chia tay chị ấy, mình đã hát chị ấy nghe bài này anh em ạ, bài của Mr. Siro. Bài nó cực kỳ buồn luôn, rất rất buồn. Và mình rời đi.